Tuổi này em cũng không có tìm tới chương trình này đâu. Tại vì em cũng vấp ngã một lần rồi, em cũng rất là sợ. Nhiều lúc đó, tội nghiệp con em. Nếu mà em gặp một người không tốt về thì rất là tội nghiệp em, con em. Thà là em hy sinh, nhưng mà nói chung phụ nữ chân yếu tay mềm mà anh. Dạ, hiểu. Nhiều lúc con em còn nhỏ quá. Mời nhà gái giới thiệu về mình trước. Em xin chào cho anh Quyền Linh và xin chào quý vị khán giả trong trường quay. À, chào em. Hơi tắt tiếng hả chị? Tại vì mới cảm á. À dạ. Em tên là Trần Thị Tố Quyên, em 50 tuổi rồi, quê em ở Long An. Mình làm gì ở Long An chị? Giống như vợ chị có mặt bằng chị cho thuê á em. Dạ. Rồi chị lui về hậu phương chị nương bẻ. À, Tố Quyên sinh năm 72. Dạ. Ở Long An, đang kinh doanh nhà trọ. Rồi mời anh trai. Em xin phép giới thiệu, em là Nguyễn Quốc Hùng, 56 tuổi, làm nghề điêu khắc gỗ tại nhà. Anh làm ở đâu anh? Là vợ làm ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bình Lức, tỉnh Long An. Trời Bình Lức ơi. Hả? Bình Lức. Bình Lức quê quá chị là. Cũng ở Bình Lức luôn. Quê bên này cũng Bình Lức luôn nhà trai ơi. Dạ. Bình Lức tôi có người quen đó nha. Có chừng quen á. Em cũng Long An nhưng mà không phải Bình Lức. Dạ, em ở Đức Hòa, Đức Huệ. Chị ở ngay thị trấn Bình Lức luôn á. Dạ. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình luôn đi chị. Ưu điểm thì chị giống như là hiền lành, thật thà, trung thủy. Rồi khuyết điểm của mình. Khuyết điểm thì chị hay xúc động. Ở đó thì chị đi làm công ty, làm kế toán. Sau chị có mở công ty, chị làm công ty riêng. Chị mới có hai cái nhà chị cho thuê. Rồi chị mới đầu tư giống như vốn đầu cho ông xã trước của chị đi làm. Chị sanh em bé đó, chị lui về hậu phương. Anh đi làm thì đi ra ngoài thì nói chung không còn thiệt tình với chị nữa. Thôi chị đừng khóc. Cái gì nó không qua hết rồi. Chị đừng khóc nữa. Bây giờ mình tới chương trình là mình tìm một cái điều gì đó nó mới mẻ. Em hy vọng đó sẽ là cái điều tốt đẹp cho cuộc sống của chị sau này. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Hôm nay nhà trai cố gắng là sẽ làm hài lòng nhà gái ha. Rồi đó, nhà gái bên đây rất là chung thủy, rất là dễ xúc động. Nhà trai coi liệu liệu làm sao thì làm. Rồi. Xin mời anh Hùng, anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh thì không hút thuốc. Dạ. Nhậu nhẹ, cá độ đó banh là cá độ đó gà, hầu như là lo làm ăn. Còn nếu mà điểm yếu á, là biến lâu nhà dưới chén. Là biến lâu nhà dưới chén. À, là biến lâu nhà dưới chén hả? Giặt đồ được không? Giặt đồ cũng úi dồi ôi, cũng làm biến luôn. Làm biến luôn hả? Nếu mà có vợ phụ vợ giặt quần áo này kia với anh Hùng dạ, hả? Dạ dạ. Đường tình duyên của anh sao rồi anh Hùng? Cứ vợ đầu thì giải gách giữa đường. Có vợ đầu rồi đó hả? Dạ. Mối tình sau thì cũng giải gách cũng giữa đường luôn. Trời đất. Cái số mình nó hồng nhan bạc phận. Cái số mình nó hồng nhan bạc phận. Rồi còn gì mối nào nữa anh? Hả? Mối hết nào? Hết rồi. Sao đó là mệt rồi đó. Mệt rồi. Khoan, giờ... chờ xíu. Hồng nhan bạc phận để tôi qua tôi coi. Cái hồng của anh nó có nhan không? Hồng nhan bạc phận. Dạ em chào anh. Chào chào. Ờ cũng hồng nhan cũng cũng được đó. Anh Hùng là bà xã đầu là được mấy năm? Từ hồi cưới thì 26 tuổi, nay là 40 mấy tuổi là chia tay đó. Rồi vậy là mấy đứa cháu? Có đứa con gái theo mẹ rồi. Mấy tuổi anh? Nay 22 tuổi. Cái số mình nó cũng lận đận. Ý anh nói hồng nhan là do là anh đi ra bên ngoài anh làm việc rồi anh có nhiều bóng hồng theo quá, cho nên là nó ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của anh hay sao? Không, ta nói vui thôi. Thật ra hồng nhan nó vui, vui thôi, thôi. Thật sự ra mình cũng lớn tuổi rồi, muốn tìm một cái người bạn để mà chung thủy rồi vui vẻ với mình trong cái cuộc sống thôi, chứ ai mà muốn bay nhảy nhỏ nhỏ nữa. Như vậy là bây giờ anh sống với ai anh Hùng? Dạ sống có mình em à. Một mình ở đâu? Ở Long An luôn hả? Dạ, ba mẹ mất hết rồi. Rồi anh chị em sao anh Hùng? Hai đứa em gái có gia đình hết anh. Rồi công việc của anh là làm gì? Làm nghề đi khắc gỗ á. Doanh nghiệp của anh không là anh làm phụ người ta? Không, làm riêng nhà luôn á. Anh làm riêng nhà luôn? Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, cái nghề điêu khắc là nhiều tiền lắm. Nhiều tiền lắm, vô một dự án cái nhà thôi là tiền không á. Không, em điêu khắc tượng Phật thôi. Tượng Phật hả? Dạ, dạ. Trời ơi. Còn giữ nữa đó. Thì bây giờ nếu mà có gia đình nữa, rồi có thêm một đứa con, hai đứa con nữa thì anh đủ để có thể lo cho gia đình nhỏ của anh không anh? Nói thiệt với anh thì nếu mà giờ là em chỉ muốn một người bạn để mà mình
hủ hỷ tới khoảng đời còn lại thôi, chứ không muốn có con nữa, có con mệt lắm. Như anh giờ thí dụ có một người cũng lỡ chuyến đò nữa, người ta có con thì anh có lo cho được thì được, bên đó được, bên được. Đó có con thì được, thương mẹ phải bế con à, được. Thích cái câu này nha. Để bây giờ tôi về lại với nhà gái của tôi hỏi gì vì sao mà lận đận tình duyên nè. Có một người phụ nữ khác, dạ, hôm nay cũng 7 năm rồi, cũng có con luôn, một đứa bé gái. Chị phát hiện là năm 2019 nhờ một người bạn nói chị mới biết, tại vì chị rất là tin, chị nghĩ đó là chồng chị, cha của con chị nên chị rất tin. Tối ngày chị lo cho con chị, chỉ là công việc quán xuyến ở nhà thôi. Thôi giờ bỏ qua chuyện cũ đi chị ha. Bây giờ mình đang tính cái chuyện mới đi. Chị muốn có một cái người cùng đi với chị suốt cuộc đời đó như thế nào, tiêu chuẩn sao chị nói thử coi. Tiêu chuẩn của em á là hiền lành, biết về Phật pháp, tối là thắp nhang hoặc là anh này, ví dụ ngày rằm đồ đi chùa với pháp, chị vậy được. Anh còn làm điêu khắc, nãy dạ. Chị có nghe hiền lành chung thủy, chia sẻ những nỗi buồn vui với dạ. Chị là được rồi. Cái tuổi này không chung thủy cũng không được đâu chị ơi, cũng tới đó là hết mức rồi, giờ có bay bướm cũng nổi. Ví dụ như anh bên đây cái là tuổi này thì chị cũng không còn xanh dạ. Nữa, chị cũng hơi nóng tánh dạ. Thì nhà bên ảnh giống như là nguội tánh tí. Không, anh vui, anh bên đây vui, anh có nóng tính anh Hùng không? Làm tượng Phật không bao giờ nóng tính được. Chính xác luôn, làm sao nóng tính được, vô luôn á. Anh Hùng biết anh thương yêu con của chị là một người người vợ lý tưởng như thế nào anh Hùng? Anh biết lo lắng trong gia đình vui vẻ, rồi giao thiệp với mọi người cũng vui vẻ. Vui vẻ. Biết nấu ăn, nói chung là anh cũng không đòi hỏi mấy đâu. Dạ. Nấu gì ăn nấy nhưng mà phải sạch sẽ gọn gàng rồi được rồi. Dạ. Có mong muốn gì nữa không? Không, giờ không suy nghĩ muốn kỹ đi. Duyên số nó vậy rồi. Bây giờ thích bằng gái cao mét mấy? Tèo lắm phải mét sáu. Tèo lắm phải mét sáu. Bèo lắm là phải mét sáu hả? Giờ giờ lỡ dưới mét sáu được không? Dưới chút rồi được, dưới phân gì được cũng được. Dài phân đi. Dài phân đi. Mình mang dép mang guốc cũng được mà. Rồi rồi rồi. Okay. Được không? Được được được. Được ha, hồi vô đo. Uy tín nha. Uy tín nhà mai tèo nha. Rồi giờ mình hỏi người thân nè. Chị có chuyện đi ngoài con chị rồi có ai nữa không? Có một mình bảy. Con cho chú Linh hỏi nào con. Con tên là gì? Con tên là Trần Đình Tài. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con hôm nay 11 tuổi. Con có thể làm bạn với chú này được không? Dạ con thấy chú đó cũng hiền lành, dễ thương, vui vẻ. Con nghĩ chú đó cũng hợp. À rồi rồi. Ngon lành luôn ha. Cảm okay. ơn con. Anh Hùng đi với ai? Dạ đi với ông anh bà chị. Rồi gặp ông anh bà chị cái nè. Em chào anh chị. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào Ngọc Lan xinh đẹp. Cảm ơn anh chị. Anh tên là gì, giới thiệu cho khán giả chúng mình biết luôn. Nguyễn Hoàng Diệu ở Bến Lức á. Nay lên ủng hộ em trai nhận xét mình đằng gái. Anh thấy Hùng ơi, anh thấy bạn mà gái bên đây. Ok. Nhớ bấm nút nha. Nhớ bấm nút rồi cho nhau cơ hội. Lớn tuổi rồi. Dạ. Rồi cảm ơn Diệu. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta mở rào. Quà nè. Anh xin dạ. tặng em dạ. Còn cái đẹp. Dạ em cũng có món quà tặng. Dạ. Dạ. Sao nước mắt lại rơi rồi em? Nãy em có nói là em cũng hay xúc động. Dạ. Mấy người mau số mau nước mắt là người ta tình cảm lắm đó nha. Anh Hùng thấy chị sao nè? Dễ thương. Cảm ơn anh. Dạ. Em thấy anh sao? Vô vô. Nhiều khi anh nói anh hiền mà nhiều khi ngoài anh dữ sao? Nói chung mấy người dữ thì em sợ lắm á. Tại đó giờ á em làm công ty, rồi sau về em mở công ty riêng. À. Thì em quán xuyến công ty không à, nên thành ra việc nấu nướng thì em cũng rành. Từ khi có bé á, bắt đầu em mới nấu một vài món là ăn thường ngày thôi anh. Còn về những cái món mà giống như có đám tiệc thì em đặt thôi. Đó, tại vì nhiều lúc bận rộn quá, rồi em cũng không có khéo về cái việc nấu nướng. Công ty gì chị giới thiệu cho anh Hùng nghe luôn đi. Thì hồi đó em mở công ty trang trí nào tất sơn nước gạch men đâu đó. Dạ. Bây giờ chị ở có mình với con đó. Bên đây anh ở mình anh Hùng là được luôn rồi đó. Nếu mà mình cho nhau cơ hội thì em muốn anh gặp em là một tuần lễ, hai tuần lễ gặp nhau hay gì em cứ nói.
Dạ thì có gì bây giờ thông tin đại chúng nó cũng hiện đại, có gì thì cứ alo một cái là được á anh. Okay. Tại vì nhiều lúc á, em với đại con mình bé đó thì có những chuyện em sắp xếp á, thì ví dụ như anh có ai á thì alo em tiếng. Ok. Tại một mình cũng đơn chiếc. Rồi rồi ok. Không, thật ra thì Bến Lức với Tân An nó sát bên nhau à. Dạ sát. Đi xe máy à qua tới rồi. Ủa anh, nãy anh Hùng nói là năm nay anh Hùng tuổi con gì à? Tuổi mùi. Tuổi mùi năm, hả? Năm sáu á. Dạ không em? Nhướng nhướng nữa trời 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 trời. Dạ không em? Dạ không em? Tại vì em thấy cái tuổi của ông xã trước á, thấy nó cắt khẩu rồi à. em thấy tuổi mùi là như là với tuổi của em á em thì tuổi tí, thành ra em sợ nhiều lúc nghe nói là nó hơi kỳ á anh. Không biết cái đó, anh không biết, cái đó mình tìm hiểu sau đi. Dạ đúng rồi, thì nói chung cái tuổi thì mình coi theo sách vở vậy thôi. Dạ, chứ thật ra là nhầm khi á, tìm hiểu tánh tình rồi thực tế thì nó sẽ khác làm sao. Dạ, đúng rồi đúng rồi. Dạ. Mình đâu phải còn son đâu, coi tuổi cho nó phong thủy gì nữa. Không có, tại giờ vì lớn gặp được sáp vô thôi. Tại anh Quyền Linh không phải vậy đâu anh Quyền Linh. Dạ. Tại vì vậy nè, tại vì mình đã một lần trước rồi nó cắt khẩu. Dạ. Thì về á, nó không được vui, nó không được hạnh phúc. Sợ quá rồi. Không có sợ nữa chị, anh Hùng đây dễ thương lắm. Với lại đây cái tâm rất là tốt luôn. Phải tuổi thân á, tuổi thân là hợp với em. Hả? Hợp. Hai người hợp đó. Chị buôn bán nội thất đúng không? Không làm điêu khắc đúng không? Là mà hai người em nghĩ rồi. Nghĩ rồi thì giờ đó về Bến Lức mượn đất ông Diệu nè, 4.000m ngay mặt tiền quốc lộ 1 nè. Có ủng hộ không? Mở tiệm trang trí nội thất điêu khắc là vô luôn. Được không? Được. Được đó. Không kêu hoài gì? Không kêu hoài gì? Đất rộng lắm, 4.000m mặt tiền quốc lộ, trồng đu đủ với mít không. Dọn Tân An về Bến Lức đi. Nhà tôi cũng Bến Lức, nếu cần tôi cho mượn nhà kế bên ha, bà ở mua bán luôn, nhà tôi mặt tiền luôn mà. Nhà tôi mặt tiền luôn mà. Thế hả anh? Biết không? Biết nhà của Linh không? Anh không chị. Dư nguyên cái nhà mặt tiền bự luôn. Dư nguyên cái nhà mặt tiền bự luôn. Hai chồng mở tiệm trang trí nội thất đi, cho mượn nha. Cho mượn á anh? Không cho mướn, cho mượn luôn. Ồ, anh Quyền Linh tốt quá. Trời ơi, ngon lành luôn, tôi còn ngon hơn Diệu luôn á. Dạ. Ôi, có nhiều người chứng kiến nha anh. Có luôn nha, anh Diệu. Happy Land luôn á hả? Dạ. Thôi vậy khỏe rồi đó anh Hùng. Ừ. Mượn đất mặt tiền chỗ chỗ bữa uống cà phê anh Diệu hả? Chỗ uống cà phê anh Diệu biết mà. Dạ. Nhà ngang 10m, dài 20m, 3 tấm. Cái nhà tôi nhỏ kế bên á. Cái nhà tôi nhỏ kế bên á. Rồi. Thế nhà không anh không? Ok. Hai là nhà anh đúng hai không? Người đúng rồi, mở rồi. Cửa hàng ra mua bán trang trí nội thất này điêu khắc đúng không anh? Dạ dạ. Anh đem về anh tổ chức ra những cái tác phẩm đó, dựng đó bán. Dạ. Được chưa? Dạ dạ. Rồi. Bây giờ anh Hùng bước tới nắm tay chị cái coi. Đứng lên đó. Rồi. Anh Hùng nói đi. Ôi giờ em thấy anh được không? Tìm hiểu nhau có cơ hội anh sẽ đến với em. Dạ thì nếu như vậy thì để thời gian. À. Anh Hùng thấy người này hợp với anh không? Cái giọng nói với vui vẻ là thấy ok xinh rồi. Xinh mà, chị xinh mà. Dạ. Chị thấy anh Hùng sao? Còn điều gì chị lo lắng không? Chị sợ cái gì? Bây giờ sợ chị còn sợ cái gì nữa thì chị nói ra luôn để coi anh Hùng anh có cái đó hay đúng không? Đúng rồi đó. Rồi giải quyết miễn sao mà ảnh thông cảm, ví dụ như trong quá trình tìm hiểu á, ví dụ chị có cái gì sơ sức thì ảnh thông cảm bảo quản. Bây giờ là chị không thích điều gì chị nói luôn trước mặt anh Hùng đi. Gia trưởng. Anh gia trưởng không có đâu. Không có rồi. Gì nữa? Keo kiệt. Keo kiệt không có đâu. Có không? Không có. Không có luôn. Năm sinh lý đâu á, chị có nhu cầu gì không? À. Nói chung á, tại vì tuổi này rồi á anh chị thì em cũng không có thích tâm sinh lý nhiều. À. Nói chung anh Hùng cũng thông cảm. Vậy chị mong người đàn ông sao? À, giống như là có người đàn ông á, ví dụ bầu bạn, cái chuyện mà yêu thương thì cái đó là tự phát sinh, mai mốt cái tình cảm nó có. Ừ. Thì lúc đó mình có cái cảm giác nó khác. Mong người đàn ông là về biết thương con trai chị, phụ chị để giúp cho bé được nên người. Ừ. Anh Hùng lo được không? Thì nãy anh có nói rồi đó, anh nói là thương mẹ phải bế con. Cái những cái chuyện khác thì mình tìm hiểu nhau, nếu mà thông cảm cho nhau trong hoàn cảnh thì mình yêu thương nhau hơn nhiều. Với lại em kiểu như tuổi này rồi thì em cũng muốn là về giống như là chia sẻ những cái lúc mà buồn vui hoạn nạn, thí dụ tuổi này thì nó cũng có bệnh tật, cũng phải biết chia sẻ chăm sóc lẫn nhau. Anh ở có mình thì chắc anh cũng muốn chia sẻ, cũng có người chăm sóc lẫn nhau đó chị ơi.
người phụ nữ này chịu quá nhiều cái tổn thương ở trong cái quá khứ với một cái người mà mình hoàn toàn tin tưởng luôn, cuối cùng thì lại nhận được những cái điều mà nó không tốt. Nên bản thân chị đang rất là sợ, cái gì chị cũng sợ hết. Đúng rồi. Chị không tự tin vào bản thân của chị. Anh Hùng hứa gì với chị Quyên đi anh Hùng, anh quay qua anh nói tình cảm chút ơi. Thôi giờ để mình có thời gian để tìm hiểu nhau đi, rồi cái hiểu nhau rồi yêu thương nhau nhiều hơn ha. Mình nói chung á, đúng ra em á, tuổi này em cũng không có tìm tới chương trình này đâu, tại vì em cũng vấp ngã một lần rồi, em cũng rất là sợ. Nhiều lúc á, tội nghiệp con em, nếu mà em gặp một người không tốt về thì rất là tội nghiệp em, con em. Thà là em hy sinh, nhưng mà nói chung phụ nữ chân yếu tay mềm mà anh. Dạ, hiểu. Nhiều lúc con em còn nhỏ quá, nhiều lúc tối nửa đêm con em bệnh thì em khỏe em lo được, còn nếu mà em không khỏe sao em lo được con em. Con em nó còn nhỏ quá, em cũng có một thân một mình, em đi thì bỏ bé ở nhà một mình thì nó tội nghiệp, khi nó thức dậy thì nó không biết. Rồi, là được rồi, bây giờ thế nè chị, bây giờ là có anh Hùng mình làm bạn tri kỷ với nhau cũng được. Đúng chị rồi, ha. Dạ. Có anh chăm sóc chị rồi chị chăm sóc lẫn nhau, nếu như vậy có thiệt thòi cho anh Hùng không á? Không, cái chuyện đó cũng không lớn lao gì. Rồi bây giờ mình trở về ghế đi, 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 hết thời gian rồi. Hai anh chị có thể nắm tay nhau được rồi đó. Thôi đừng khóc nè em ơi, đừng khóc nữa, gặp nhau phải vui lên đi, đừng khóc đó, nắm chặt tay nhau nha. Rồi. Anh Hùng nha, anh chị cảm ơn ban tổ chức Quyền Linh với Ngọc Lan với là mấy anh chị ở đây. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi chúc anh chị hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Cố gắng nắm tay nhau đi hết cái quãng đường còn lại trong cuộc sống nha. Đây những món